cái đồng hồ này một hồi gửi cho đứa nào đi thay pin? Dễ lắm à, chạy ra tôi quán đất em làm chắc không, cứ lúc nào cũng được hết. Rồi, ok. vừa rồi nói cái chuyện cái đồng hồ thay pin là tại vì cái đồng hồ này đó là của anh em cho mà mang lâu lắm rồi, Phần Lan tới giờ là biết bao lâu rồi, hết pin rồi, bây giờ sẵn diện qua đây nhờ anh em đi thay giùm thôi. Bữa nay là Việt Thảo đang ngồi ở trong một cái quán sushi của phòng, phải nói rất rõ là phải nói ở tại Na Uy nữa, ở tại Oslo, Oslo thủ đô của Na Uy. Có nhiều người nói rằng Việt Thảo nói sao Oslo là sao, đúng là tiếng Mỹ là Oslo mà, ở bên Na Uy có chữ O đọc thành chữ U, Oslo đúng không? Oslo. Oslo, dạ. Thì đây là Phong là chủ nhân của cái quán sushi này. Nếu bây giờ mọi người nhìn xem sẽ nói rằng Việt Thảo đang đi làm quảng cáo cho tiệm sushi của Phong. Thật sự không phải như vậy. Là tại vì cái tiệm sushi này không có phải bán cho người Việt, bán cho người Tây, người Na Uy à. Cho nên cũng không cần phải đưa lên để giới thiệu cho người Việt Nam biết để đến ăn sushi. Phải nói rất rõ là không có quảng cáo. Tại vì không cần phải nói cho người Việt Nam biết để đến ăn. Nhưng mà Việt Thảo nhân dịp đi qua Na Uy lần này, trong chuyến trình diễn Oslo, niềm vui hội ngộ, cho nên sẵn dịp để thu hình cái tiệm sushi của Phong nhằm mục đích giới thiệu với người Việt Nam trên toàn thế giới cái sinh hoạt của người Việt Nam ở tại Na Uy, một trong những ngành nghề thành công vô cùng nha, không thể tưởng tượng được. Nó khác với cái tiệm sushi ở California, ở những cái nước khác. Cái sushi ở Na Uy đơn giản lắm, một số món đặc biệt thôi, nhưng mà người Tây rất thích và cái giá tiền rất cao nha. Một cái dĩa nhỏ có thể lên tới 20 đô la tiền Mỹ, chứ không phải đơn giản. Bây giờ ở nơi đây sẵn dịp mình sẽ hướng dẫn cho mọi người biết cách làm sushi, cắt cá như thế nào hay là cuốn như thế nào, hầu như ai cũng biết cả, thấy người ta làm biết, nhưng mà nó có những cái kỹ thuật trong đó. Và Việt Thảo cũng ăn thử cái sushi đây ngon như thế nào. Rồi bây giờ Phong xác nhận đi, có cần quảng cáo để mà bán không? Không, tại ở đây em bán cho là người dân chung cư sống ở đây, cho nên là không cần quảng cáo gì hết. Dân chung cư sống ở đây là sao? Là những dân sống chung quanh đây, đó, những người dân sống chung đây thôi. Cái mấy giờ đi xa hơn 5-7 cây số là người ta không tới, À, đó, cho nên là gọi là chung cư, nhưng mà khu khổ của này thôi. đó, các bạn thấy rõ ràng thấy không? Bởi vì cho nên anh Dịch Thảo không có quay cái tiệm ở bên ngoài, không quay cái bảng hiệu bên ngoài và không quay cái địa chỉ, cũng như không có giới thiệu cái địa điểm của đó, chỉ cho biết là đây là cái quán sushi của Phong, đúng không? Dạ đúng. Rồi như vậy thì những cái sushi làm sẵn để đó là sẽ để cho anh ăn thử, Dạ đúng không? Là tiệm mình chỉ có bao nhiêu món này thôi hay là còn nhiều hơn? mình có rất là nhiều món ăn, mấy cái này là em làm những cái món mà đơn giản và đặc biệt chung với nhau để cho anh thấy và thưởng thức được. Chứ À, cho thật ra thì những cái món này thì em có đến 20 mấy loại mặc kỳ lận, cho nên mặc kia là là sao? Mặc mặc kia kỳ là là những cái cây cuốn, những cây cuốn. Còn cái này là nigiri, nigiri là từng cục 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 gọi là nigiri. À em đang nói tiếng Phần Lan, ở tiếng Na Uy. không, tiếng 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 của sushi luôn đó. Ủa sự gì hả? Maki là tiếng Của Nhật. của Nhật luôn, là Ồ, coi anh như không là biết những cái đó. thiệt. Còn cái nigiri là cục sushi cục. À, nói tiếng gì là sushi cục. Rồi, bây giờ thì ăn cái nào trước được? Cái nào thì anh thích, cái nào thì anh cứ thử trước, thì do anh quyết định. Nói chung cái nào cũng ngon. Bây giờ cái này là cái bông nè. Cái này cái bông là sashimi, chỉ có cá không mà thôi. À, Trong này có loại ba bốn loại cá, cá tuyết rồi cá thương ma rồi cá khô, là cá tuyết nữa, loại cá tuyết rồi bây giờ của cái Na nước chấm Uy. là sao? Cái nước chấm này thì do em tự chế, cho nên là không có cái khẩu cái tên thì tên một ai cũng có tên vậy. Cái bông sao là cho ăn sashimi, thế giới Còn cũng cái này dùng chung cái nước tương thường để ăn với lại sushi. à, Nhưng mà cái nước chấm này anh có thể ăn chung với mấy cái này, tại em làm cái khẩu vị cho nó hợp còn cái nước tất tương này cả. ăn với wasabi. Dạ. Ok. À, áo nằm sẵn đây nói cho các bạn biết cái wasabi nha. Cái wasabi này là củ nha. À, nó là cái củ đàng hoàng, người ta mài ra nó mới được ra cái bột như thế này. Ok. Tôi thử cái nào chứ, thử cái nha. Em quan không? Ủa chắc, Chứ. nó dài dữ vậy nè. Không, cái đó hai miếng anh nó dính nha đấy. Đây. Ăn này này. À, được cái này là chấm cái nào? À, chấm cái Dạ, không wasabi. không không không, mày chấm như thế này. Cái đó anh có thể bỏ wasabi vô cũng được.
Thật sự thì nó cũng bình thường thôi, nó cũng bình thường thôi, và cũng là cá salmon. Nhưng mà cá salmon này là ở đâu? Cá salmon này ở Na Uy anh, nuôi nuôi tại Na Uy và bán ra cho dân dân tại. Lý do ở Na Uy đó là biển nhiều, cá salmon nhiều, tại sao lại phải nuôi? À, không đủ cung cấp đâu, salmon đâu có thể nào mà bắt, nó phải có mùa mới được câu được bắt. Nhưng mà nếu mà về suối cũng không có đủ để mà. Còn cái này cho nên muốn có mà thường xuyên là mình phải nuôi. Dạ đúng rồi. Như vậy một con cá salmon ở đây cái một ký là bao nhiêu? Một ký hiện tại bây giờ nó bán khoảng là 60 đến 65 đồng tiền Na Uy. Giá cả của salmon nó lên xuống rất là thất thường. Chạy ra tiền Mỹ khoảng bao nhiêu? Tiền Mỹ bây giờ nếu mà tiền Mỹ khoảng được là 7-8 đô Mỹ. Bây giờ nè, muốn có cái miếng cá salmon này để ăn nè, thấy chưa? Thì cái con cá đem về đó em phải làm sao? Con cá đem về thì nó nguyên con. Thì mình phải cắt đầu làm từ A tới Z hết để mà ra được miếng cá này. Một con cá nó nặng khoảng bao nhiêu, 5 kg không? 6-7 kg. 6-7 kg. Sau khi làm hết ra còn bao nhiêu thịt? Chỉ còn khoảng 1 kg mấy đến 2 kg thịt mà thôi. Vì vậy mình bỏ nhiều quá. Bỏ rất nhiều. Chẳng hạn như cá thì mình về đúng không, cái thùng thì người ta đem tới để cho lên trên cái chỗ mình làm, thì mỗi tuần mình lấy con cá ra, trước khi lấy cá thì mình phải chải miếng giấy. Con cá này thật ra nó rất là trơn, cho nên khi nắm á, thọc tay vô nắm con cá là thọc hai ngay cho con mắt này, nắm dở lên thì mình có thể nắm một tay, nắm hai tay cũng được, bỏ xuống, sau rồi thì mình bỏ miếng giấy lên, dở cái mai này lên này, cái mang này lên, đẩy một con dao cái, xong lấy tay tạo rõ một cái này thì nó bị gãy cái xương rồi, thì thịt trong này á nó không còn bao nhiêu hết. Ủa trời, cái đầu bỏ hả? Cái đầu cũng bỏ luôn. Khoan, cái đầu này biết là em úp muối ngang, em úp muối với tỏi nó nướng là ngon lắm, còn béo lắm không? Em biết mà ăn riết trợn trắng mắt anh. Tại sao trợn trắng? Dạ ăn riết mỗi ngày. Mỗi ngày anh quá. Một ngày anh ăn 2 lần là anh đủ chết rồi. Mà một năm 360 ngày. Ôi. 5 ngày kia được nghỉ làm thôi. Chứ thực ra là cái đầu này là quý lắm đó nha. Béo ngon lắm đó. Biết. Ok. Trời ơi, ở đây phí quá ha. Sao rồi mình để con dao đây. Đặt ngay qua đây. Cái miếng thịt này nó rất là ít. Nếu mà mình lấy cái muỗng mình cạo ra thì nó cũng không được bao nhiêu. Nhưng mà nhiều người thì vẫn lấy. Nhưng mà em thì là biến lấy. Ồ, lấy cái thịt ở đây làm gì em? Làm mật kia, làm mật cuốn, làm cây cuốn, làm cho các cái này cũng được nữa. Ôi trời, bỏ uổng quá. Một con một nhiều, ôi trời, hai bên nhiều lắm á. Một con lấy một bên thôi anh. Tại nếu mà lấy hai bên thì cũng hơi bị khó. Bây giờ thì cái này đi ha. Xong rồi thì mình lấy thêm một mặt bên này nữa, thì cái này bên này thì nó có xương thôi à, chứ nó không có thịt nhiều. Đấy. Mình cắt xong thì bên mặt bên này á thì không còn bao nhiêu thịt, nếu mà mình có cạo ra đi chăng nữa thì nó cũng mất thời gian và nó cũng không là được bằng. Cho nên cá bên này nó không đến nổi mắt, cho nên là mình cũng bỏ hết. Vậy xong đến cái phần này đó thì mình đi một dao trời, bỏ luôn vậy đó hả? Bỏ luôn cái này, cái da bụng anh với cái xương mình để mình nấu canh cũng ngon vậy. Dạ nếu mà được thì em làm luôn rồi. Đấy nó ra tiếp, cái miếng giấy này mình thấy ra. Giai đoạn này rất là quan trọng và rất là khó, tại vì khi mà mình bỏ con dao xuống đây thì mình đẩy nó đi á, thì đa số 10 người thì người ta đẩy sát cái da và không chừa luôn cái phần thịt đen của nó. Phần thịt đen này thì đa số ở đây không ai ăn hết, phải bỏ. Thì mình nắm cái đuôi này mình lại nó, thì dở lên cái miếng cá này á nó sạch bóng. Ôi, nó còn dính miếng đen. Dính đen chút xíu thôi. Nhưng mà ở đây á là thịt đen hết. Đó. Thịt đen hết. Ồ, nhiều ghê không? Nhiều lắm. Thịt đen hết nè.
thật ra nếu mà mình lấy á, cái thịt cá này á, trong vòng một tuần á, mình cũng cả hơn 10 kg. Mình phải bỏ hết đó hả? Bỏ hết. Em biết cái da đó mà chiên giòn ăn ngon lắm á. Dạ đúng, đúng, đúng. Em cũng có làm rồi, nhưng mà người dân Na Uy đây người ta không thích. Cho nên hồi xưa cũng có làm thực đơn cho khách ăn nhưng mà người ta không thích, cho nên là phải bỏ thôi. Khi làm miếng cá xong á, miếng cá đẹp á, là thợ giỏi đó là không có ngấn, và miếng cá rất là sạch và không có gì vẫy. Nè, nó không bao giờ có ngấn, là đi tất cả đi một đường dao, mà đi nhiều đường dao cũng vậy mà không bao giờ thấy ngấn của nó. Cũng đi một đường dao thôi. Đấy. Xong rồi nhiều người á, cái này á mình hết xài được rồi cho nên mình phải cắt bỏ. Mới nhìn thì thấy tưởng bỏ thịt nhiều lắm nhưng mà không, thật ra không có nhiều thịt đâu. Cứ như đây thôi. Yeah. Cái này là chỉ xương. Và cái miếng này thì ở Việt Nam người ta cũng ăn và nhập về Việt Nam nhiều lắm. Mấy cái miếng khúc này béo rất là ấy. Nhưng ủa, mà nhập là sao? Tức là những cái này cắt ra là mình đem về Việt Nam mình bán? Trong mấy cái công ty hãng làm cá lớn á, người ta giữ lại để người ta đóng thùng. Một thùng nó vậy là khoảng 20 kg. Thì cái này gọi là cái vây cá. Nhưng mà béo lắm mà, cái này rất là béo lắm đó, ngon lắm đó. Đúng rồi, wow. Mấy người Nhật vẫn giữ cái này. Nhưng mà miếng này thì ngon lắm đó. Wow, dục bỏ luôn. Có như cắt bỏ mấy cái đen hết không? Cái đen bỏ. Cho cái miếng cá anh thấy không, nó không bị ngấn. Mấy cái này bỏ hết. Trời ơi, uổng quá ha. Tại cái lằn, cái lằn này. Wow, cái miếng nó ngon lắm á. Dạ, miếng đó là béo nhất. Mà bỏ luôn? Không, cái đó, cái này bỏ, cái này lấy. Đây, sao mà mình ra lát. Như vậy thì một con mà mình bỏ nhiều như vậy là mất đi hết 4/5 rồi. Phải 5kg, còn lại khoảng 1kg à? Dạ, 5kg cũng còn 1kg. 5 phần khoảng 1kg. Hầu như miếng nào cũng giống miếng đó, đúng không? Đúng rồi. Cái bí quyết làm sao để sắc cho nó được miếng nào giống miếng đó? Miếng nào giống miếng đó, cái đó rất là quan trọng. Về con dao, con dao là quan trọng hết tất cả những cái gì trong cái tiệm sushi. Đối với em, con dao nó phải cho bán. Có cần phải mua đúng loại dao của Nhật không? Tùy cái cảm giác con người, mỗi người khác nhau, thì tính cách khác nhau thì
dùng con dao thì miễn sao mình kiếm con dao vừa tay mình và vừa hợp với mình. Theo em thì cắt miếng sushi làm sao cho nó ngọt, nó bén và nó đẹp? Theo em thì nếu mà mình làm thường xuyên thì nó sẽ ngọt, quen tay. Quen tay, nó sẽ quen tay, nó sẽ đều đi. Em cắt sao? Có để tâm hồn vô cái công việc của mình hay không? Cái đó rất là quan trọng đối với em. Khi mình làm việc gì, bất cứ việc gì, mình phải để cái hồn mình vô trong đó thì mình mới thành công. Ngoài con cá salmon là nó còn con cá gì nữa? Ngoài con cá salmon thì cá tuyết. Cá tuyết là con cá gì? Con cá tuyết nó loại dạng cá lưỡi trâu của là halibut. Halibut. Halibut là thịt đâu? Halibut đâu? Halibut là cái miếng ở giữa hết. Đây. Ok. Đó là miếng cá halibut. Miếng cá này cũng không bao giờ nghe mùi tanh. Tất cả cá này á, là không bao giờ nghe mùi tanh. Cho dù người ăn chay từ nhỏ đến lớn, em cho người ta hỏi không bao giờ nghe mùi cá. Người ta không bao giờ nghe được mùi cá được. Rồi, bây giờ trường hợp mình có một con halibut. Dạ. Bây giờ mình làm sao? Nguyên một con cá halibut thì nó cũng tùy mình đặt con lớn, nó sẽ cho mình về con lớn. Thì cũng mình trải giấy lên cái thớt để cho nó khỏi dính nhớt. Đây là cái con cá. Thì mình dỡ cái mang nó lên, cắt một đường hộp ở đây, cắt thêm một cái nữa, cho con dao vô, đẩy kéo một đường xuống đây, làm một cái là nắm đây, giờ là xong nữa con. Wow. Xong rồi lấy giấy để lên đây. Lật nó vào. Cắt đây cái. Cắt làm cắt chỗ này. Xong. Bây giờ mình đi dao vô cho mày. Cái đầu đó thì giữ lại của mình thì cho vô thùng rác. Uống gì? Giữ hoài không biết chỗ để đâu anh. Mà ăn thì không ai à? Ăn thì nấu ra xong rồi cứ để đó, nấu ra xong cứ để đó, không biết làm gì cho nên là phải quăng vô thùng rác mà thôi. Uống còn cái đầu. Rồi. Đưa cho qua cái đầu. Cái đầu này á thì em làm cuối tại cái nó dơ. Khi mình làm cá thì phải làm cái mình đó trước. Cái đầu là cái phần mình ăn sau. Mình lấy sau cuối cùng, cho nên là mình làm cuối cùng. Thường thường cái đầu đi ăn gì? Để làm gì ạ? Cái đầu thì em rải chút xíu muối lên em ướp. Ướp chút xíu muối rồi bỏ vô lò dầu chiên thôi. Cái đó là bán cho khách luôn hay sao? Không, em ăn. Cái đó là ăn chơi thôi. Ngán không? Ăn không, cá này rất ngon. Cho nên với lại một tuần mình có 1, 2, 3 cái đầu thôi cho nên không có nhiều. Mình bán cá salmon nhiều hơn đúng không? Salmon rất là nhiều. Salmon bán nhiều hơn hay là bút? Cho nên là không nhiều cho nên là ăn cũng không đến nổi. Rồi bây giờ cái cá này đã cắt ra 2 miếng rồi em làm gì? Cá này cũng phải lọc da. Và dễ không? Làm... Dễ hơn salmon không? Nó cũng y chang vậy thôi. Mà nó nhanh hơn cái salmon. Da bụng, cái miếng này mở rất là nhiều. Mình cũng chừa một chút đỉnh cái thịt đen đó. Lại. Lại bỏ nữa. Bỏ nữa.
thớt lúc nào cũng cho nó sạch. Rồi cái đầu cá halibut này á, thì em lấy lại và em cắt ra để mình ướp mình ăn thôi. Các kiểu cách em làm không có lấy nhiều thịt trong đó, chỉ lấy chút đỉnh thôi. Đây một miếng này và miếng này. Miếng này. Rồi cái đầu á, thì hai cái mặt này nó có hai cái cục thịt nhưng mà em không lấy cục này em không lấy, em chỉ chặt như vậy. Rồi hai miếng thịt này, miếng thịt này em không lấy nè, cái này thì em quăng thùng rác, coi như cũng không còn gì nhiều lắm, cũ quá ha. Rồi cái này thì em lật ngược nó lại, lật ngược lại thì em cắt đây, cắt đâu bỏ luôn, cái này là bỏ luôn. Rồi đây là nguyên cái đầu của nó, mình chỉ chia làm hai cho khỏi, để em ướp gì thì nó dễ hấp. Xong còn quá nó canh chua được á. Cái đầu cá này á, sau khi làm xong rồi thì cũng được đủ một vòi canh chua để cho thợ và thầy ăn. Đây là những cái halibut hết đó phải không? Dạ. Cái này là halibut, halibut nè. Cá này cá hồi nè. Cá này cá tuna. Còn cái này? Còn cá tuna đó. À cá tuna. Cá tuna là cá thu á. Dạ, cá ngừ đại dương. Nó kêu cá ngừ đại dương là cá ngừ đại dương. Rồi. Cái này là gừng đúng không? Dạ. Cái gừng này đó là mình mua cái củ gừng mình về mình sắc ra hay là mình có sẵn rồi? Cái này á, nó đã bán sản phẩm xong hết rồi cho mình. Một thùng nó là 10 bịch, một bịch nó 1 ký. À. Rồi trong đó có nước gừng rồi với gừng, nhưng mà mình phải xả nước ra. Ok. Mình lấy gừng không? Vậy cũng tiện ha, mình khỏi cần phải. Khỏi cần phải. Nhưng mà dân Na Uy thì ăn gừng rất là nhiều. Mấy nước khác thì người ta cho chút xíu gừng thôi, nhưng mà ở Na Uy thì người ta cho gừng rất là nhiều. Ngon quá. Bây giờ để coi anh thử món này trước đi. Món này. Món này là gà. Ở trong là gà, ở ngoài là bơ. Và cái nước sốt đặc biệt của nó em đẩy lên, nhưng mà bây giờ nó đã tan rồi. Bây giờ em nói cái cách làm này đi. Cái này thì mình lấy một trái bơ. Một trái bơ thì mình cầm mình giạt đầu, bỏ cái cuốn nó trước đi. Rồi mình cắt một vòng. Rồi xay qua cắt một vòng nữa, là có nghĩa là cái bơ mình chia làm tư, làm bốn muối, xong mình dặn một cái bên mặt bên này, xong rồi dặn một cái bên mặt bên kia, có nghĩa là trái bơ đã rời ra rồi, trái bơ không còn hộp nữa, thì bắt đầu lúc đó mình mới lục cái vỏ ra. Rồi làm sao cắt được như vậy? Vỏ ra thì bây giờ mình để cái đó mình cũng phải khéo tay, mình làm riết sẽ quen tay, lúc đầu thì cũng rất khó khăn, nhưng mà cái gì cũng vậy. Có bị đứt tay không? Lúc đầu bị đứt tay? Đứt tay thì chắc không. Tại cái này nó cũng không có đến nỗi mà khó khăn để mình đứt tay. Rồi thì mình cứ cầm con dao mình vuốt nó, vuốt. Khi vuốt thì cái tay này phải đẩy xuống cho nó đều, thì nó sẽ thành như thế này. Có một điều á, Việt Thảo phải warning trước, tức là nhắc nhở trước hay cảnh cáo trước, là ở nhà đó các bạn thấy được những hình ảnh mà anh Phong cắt trái bơ hay là làm bếp á,
ở nhà mình có bắt chước thì cũng phải từ từ nha. Người ta quen tay mười mấy năm kinh nghiệm rồi nha, cho nên đi nhẹ nhàng, còn ở nhà mà mình không biết sạc đứt tay đó. Nó nhắc nhở trước nha. Nhất là các trẻ em nếu có xem thấy những hình ảnh này, ở nhà cũng đừng bắt chước nấu nướng kiểu này nha. Cái gì phải từ từ, ngay cả người lớn cũng đứt tay nữa, rất là cẩn thận. Cho nên hôm nay các bạn không phải vấn đề là theo Việt Thảo để thưởng thức cái món ăn sushi. Hầu như nhiều người đã biết ăn sushi như thế nào nha, và đã thấy cách làm tại các tiệm, cũng như đã từng mua cá salmon ở Costco hay là ở những cái chợ về đó mà tự làm nha. Nhưng mà hôm nay để chứng kiến, thấy tận mắt được cái người sư cúc người ta làm tại chỗ như thế nào, và hướng dẫn để sau này ở nhà mình tự làm sushi, dạ. Đúng không? Như vậy thì bây giờ mình thử ăn cái này gọi là cái gì? Gà à, ở trong là gà. Trong là gà. Gà này là bỏ vô cuốn đó phải không? Dạ. Chấm cái nào? Chấm cái này cũng được mà chấm cái nào cũng. Cái này thường người ta chấm nước tương thường. Nhưng mà thì cái khẩu vị mọi người. Cái nếp dai. Cái nếp cái gạo á. Cái gạo nó dai dai dẻo dẻo đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này gạo này là gạo gì? Gạo sushi. À gạo của sushi luôn. Sushi. Con có ăn miếng nữa à? Dạ, cái cây này gọi là cây rồng, dragon monkey. Ở trong là gà. Dạ. Hôm nay ăn sushi cái cảm giác nó khác là tại vì mình thấy làm rồi. Còn bình thường mình ăn ở tiệm nó đưa ra mình không thấy làm sao, bữa nay mình ăn mà mình hiểu được, mình thấy được. Nắm cơm ha, dắt lại ha, rồi cuốn ngang rồi để gà như thế nào thấy có mẹ ở trên rồi. Món kế là món gì? Món kế là cái món này là em tự chế đi. Món nào tự món chế? Món tôm hùm. Tôm hùm là sao? Là thịt của con tôm hùm mình làm nhuyễn ra, trộn với cái nước sốt đặc biệt, cuốn với lại bơ. Ok. Mà cái món này thì không ai có, tại cái này là em tự suy nghĩ và sáng chế ra thôi. Như vậy phần giữa là tôm hùm. Dạ. Tôm hùm là con lobster, con tôm thật, có tôm càng á. Dạ. Em lấy cái thịt nó sẽ nhuyễn ra. Dạ. Đúng không? Và trộn với một hai món nữa. Mà mấy món này không nói được. Mấy món này không nói được. Trộn thuốc chuột á. Trộn hết. Ok. Không chấm ăn không để coi cái gì nó sao. Đúng rồi, anh không chấm để anh ăn cái gì nó như thế nào. Khi em xay nhuyễn đó, em có pha thêm cái gì để cho cái lượng tôm nó, thay vì dùng nhiều phải dùng nhiều tôm cho nó bớt tôm lại? Dạ có. Như vậy bán mới có lợi. Đúng. Chứ nếu mà cây mà tôm hùm không á, bán với cái này là mình bán luôn tiệm anh. Bây giờ dám chơi không? Tôm hùm để nó lục cục một chút, bán giá cao hơn tao mua không? Không mua. Không mua. Cho nên nó có hương vị tôm hùm, yeah. Nhưng mà không có được nhiều như mình. Không. Ê, nếu mình làm ở nhà mình làm nhiều được không? Đúng rồi. Coi lý nha. Ở nhà làm tôm hùm nha. Phải để tôm hùm không ăn nó mới xuống. Đúng không? Đúng rồi. Ê. Nhưng mà em nghĩ không có ai rảnh để ở nhà làm mấy cái món này đâu. Tại cái làm cái này rất là cực. Cái nội công mà nấu cơm nè, anh pha giấm nè. Và mất một cái thời gian là 4 đến 5 tiếng đồng hồ. Tại sao pha giấm là sao? Giấm cơm là phải pha giấm vô nữa. Nó mới có cái vị chua chua. Ngọt ngọt à. Cái này lạ nghe. Cái này lạ nghe anh em. Cơm nấu mà phải pha giấm. Không dám đâu. Ở nhà anh biết, ở nhà khi mà nấu cái gạo sushi là nấu lên ăn thôi. Tại sao phải pha giấm à, thì cái đó là cái. Cái này bí quyết không? Cái này cái bí quyết của mọi Nhưng mà nói là có sao không? Không sao. Tại vì đâu có nói thẳng là mình nấu giấm như thế nào. Nhưng mà cơm thì nấu xong rồi mình phải trộn với giấm. Đó, chọn giấm nó mới ra được cái anh ăn. Nếu mà anh một chút xíu nữa anh ăn cơm không thử nó có vị chua chua mặn mặn ngọt ngọt. Sao ngộ nó chua chua mặn ngọt hơi lạ à nghe. Lấy cục này nó bể nè. Ủa nấu mà có giấm ta. Nó đâu lạc đâu thấy không.
Nó chua chua đúng không? Chấm có pha đường không? Không có nói. Chút xíu đường. Biết là gì nữa. Em chỉ nước ngọt đúng rồi. Chua chua ngọt ngọt. Biết được cho mày nghe, giấm thả chút xíu đường nghe. Nó chua nghe, nó chua nghe. Đúng rồi. Nhai cái hộp cơm nó chua chua. À bây giờ mới biết, hồi xưa giờ ăn không nghĩ ra nha. À. Có lý. Nhưng mà khi mình ăn như vậy thì mình chấm nhánh tương thì không có cảm giác là nó có cái vị chua của nó. Đúng không? Có lý. Còn thử nếu mà anh ăn không, ăn cơm, không thì có. Có cái vị chua của nó. Thế rõ nào? Nhưng mà lý do tại sao phải để chua chua làm chi vậy? Không biết. Tại cái người Nhật nó làm vậy rồi. Thì mình chỉ làm theo thôi. Em nghĩ cái vị chua đó là nó làm mất đi cái vị tanh của cá, và đồng thời nó làm cho mình ăn nó không có ngán. Nước cơm không để vô thì cái hạt cơm có thể bị tanh. Vị tanh và nó sẽ bị ngán. Không biết cái này mới nghe lần đầu. Rồi bây giờ như vậy còn cái món nào nữa? Bây giờ cái cá hồi đó. Rồi bây giờ cái cá mà em làm ra lát lát đó, khi mà em dạt những cái phần mà li ti tí tí mà mình không sử dụng đó, coi như nó dư đó, nó dư ra mình dạt để qua bên, là mình lấy cái phần đó để mình cuốn thành cái cây này đó. Là cái cây này? Là cái cây này. Như vậy là mình save được, mình tiết kiệm được cái phần cá đó, không dùng. Dạ không dùng. À. Nó không đủ lớn để mà cắt làm cái miếng bự. Không. À. Cái này gọi là cá dụng. Bóc một cục cơm khỏi vừa tay vậy thôi. Rồi. Cái đó là mè. Mè. Bơ. Cá. Dư miếng cá. Bỏ luôn. Cái này thì nhiều người cắt 6 cục, nhiều người cắt 8 cục, nhưng mà em thì em cắt 8 cục. À, như vậy cái này là ăn là phần dụng của cá. Ăn phần dụng của cá. Sau khi những cái miếng bự này loại trừ ra. Dạ. Bữa nay ăn sushi nha, biết được cái gốc làm của nó luôn á. Em một bữa đâu có biết đâu. Vậy là em nghĩ sau cái chương trình này anh mở tiệm được rồi. Không dám đâu. Rồi bây giờ như vậy là cái cuốn này xong, bây giờ còn cái cuốn nào nữa? Rồi cái này là cái cuốn mà ngũ sắc, mà có tất cả các loại cá mình bỏ lên để mình làm thành cái cây này. Đây là cá hồi, cá halibut, nếu mà tiếng Việt của mình gọi là cá tuyết. Rồi cá ngừ đại dương là cá thường nó. Rồi cũng có loại này gọi là loại cá khô. Rồi con này là con đẹp. Trong này bỏ bơ. Cuốn thành hình vuông. Nếu mà nó cong quá thì mình phải gõ nó. Rất là đơn giản. Bây giờ cái này là đầu tiên scallop không? Dạ, scallop. Thử scallop nha. Dạ. À, ở trong đó có bơ đây. Ủa cha, ăn mà nguyên cục cơm này nó no dữ lắm à. Dạ. Nó vừa béo, nó vừa mặn mặn, nó vừa chua chua. Mà nó vừa có cái vị của con sò đẹp. À ha. Đúng không? Cái này là
cá salmon ăn rồi, cá halibut ăn rồi. Không, cái này cá halibut. Halibut. Cá này cá cốt nè. Cá cốt nè. Ăn thử cá cốt nè. À cái này nó dính luôn cái tuna. Dạ. Ừ. Thấy nó dính liền chứ mà mình cắt ra hết rồi. Một phần dược phẩm dùng. À, một cây nó như vậy thì là 109 đồng một mỗi cây. Không cảm ơn, một phần này là khoảng nhiêu? Thì nếu người ta vô người ta kêu một dĩa gì để ăn nè, là nhiêu tiền? Không, tùy món ạ, mỗi món một cây nó tính cây. Một cây một cây như vậy thì là 109 đồng. Một người ta đến order như vậy người ta một phần khoảng bao nhiêu tiền lấy? À, tùy người đặt trung bình, người ta đặt khoảng 20 đô. 20 đô. Khoảng 20 đô. Như vậy nhiều quá, một ngày người ta ăn gì 40 đô rồi. Không, đối với như bên này thì không có mắc đâu. Tại vì cái lương người ta một giờ người ta cũng đã khoảng như đó rồi. Một giờ 20 đô? Dạ. Wow. Thì vậy là lương ở bên Na Uy này cao hơn á. Dạ, lương Na Uy cao. Nhưng mà sushi rẻ đó anh. Chứ bên Mỹ một cây như vậy nó bán cũng 15 đô rồi, 17 đô rồi. Thì tính ra là Na Uy bán đâu mắc. Với cái số lương đó. Nhưng mà ý muốn nói là một phần ăn người ta mà đi ăn 20 đồng là nhiều đấy chứ. Dạ đúng rồi. Dạ. Bây giờ thử cái tôm nha, tại giờ chưa ăn cái tôm nè. Dạ. Đúng không? Em ăn không? Ăn đi. Có lý không? Rồi còn cây nào nữa? Để em nghe sao em giảng tả cho. Nhiều người nghe nói sushi thì người ta nghĩ là toàn là cá không. Nhưng mà sushi thì cũng có thể mình dùng bất cứ như vật liệu gì để mà làm thành sushi. Chẳng hạn như cây này mình gọi là vịt. À, là cái này. Cái này bằng vịt. Đó. Vịt quay. Nhúng bột chiên. Cuốn chung với dưa leo, caro baro, tiếng Việt Nam gọi là baro, và có kim chi trong đó. À, cái này hơi lạ nha. Và cộng với một cái nước sốt của nó rất là đặc biệt, mặn, ngọt ngọt, chua chua. Mà cái này của em chế hay là nó có sẵn cái công thức? Nước sốt này thì em tự chế. À, ăn thử nha. À, cái này hơi lạ đây. Đây. Là thịt vịt là ở trong. Đây, thịt vịt ở trong. Đấy. Thịt vịt rồi dưa leo, kim chi. Đó, với ba rô. Wow. Cái này không chấm ăn luôn tại có nước sốt rồi. Anh thử một miếng chấm với miếng không chấm đi. Đối với các loài cá mà mình ăn sống như thế này đó, làm sao để mình có cái cách nào ăn cho nó tốt? Thí dụ con cá sống mang lên mình ăn liền được không? Hay là phải có cái phương pháp này? Cá sống mang lên ăn liền được, nhưng mà thuộc thể loại nuôi hay là hoang dã. Cá nuôi thì mình được ăn liền, cá hoang dã mình nên đông đá. Ồ, qua đông đá để giết vi khuẩn mới được ăn. Như vậy có những lần tụi anh đi câu cá đi, cá nục đi, mackerel, đem lên cái ăn sống liền được, nhưng với mình là tư nhân, mình là người đi chơi, mình nghĩ không có là sao, mình ăn lâu lâu mình ăn một lần không sao. Nhưng mackerel nó có rất là nhiều vi khuẩn. Nói thật cho em biết là mackerel là cá là nguy hiểm, cũng nguy hiểm lắm đó. Đúng. Còn nếu mà em buôn bán thì em phải theo cái môi trường ở đây là về vệ sinh môi trường, vệ sinh môi trường người ta. Mấy người mà kiểm tra người ta rất kỹ. Cho nên là mình phải theo những gì họ nói. Ok, như vậy nha các bạn, nhớ nha. Thấy vậy mà không thấy vậy nha. Con cá mình câu lên mình có thể ăn sống được liền. Đó là mình ăn cá nhân mình ăn thôi. Mình ăn với số lượng ít. Còn đối với tiệm người ta bán đó, cá sống không phải là đem lên một cái làm xả ra rồi bán liền, không phải đâu. Nó phải qua một cái khâu đông lạnh hay là ở nhiệt độ lạnh cỡ nào để nó giết đi cái bacteria hay những cái loại vi khuẩn. Điều này sẵn đây dự thảo cũng nhắc các bạn luôn. Có nhiều loại cá đó, con cá sống nha. Con cá sống nhăn à, mới bắt lên. Là một con cá khỏe mạnh. Mình mới
lóc cái thịt ra gọi là phi lê, bỏ cái xương thì nguyên cái miếng thịt với miếng da bên ngoài đỏ tươi, không có cái gì sai hết, là cái cá đó vẫn có thể ăn được. Nếu mình bỏ vô chảo mình chiên liền là ăn được thôi nha. Nhưng nếu các bạn thử lọc cái bỏ cái da ra rồi sẽ thấy ở ngay trên cái lớp da nó có những đốm đỏ, mình thấy cái đốm đỏ bình thường, nhưng không, khều lên đi, khều lên đi thì nó loại là những cái con dung con sáng màu đỏ nha, rất là dơ và rất là nguy hiểm. Con dung con sáng đó nó đã sống ở ngay trong mình của con cá mà mình không thấy vì nó che đậy bởi cái lớp da. Cho nên không phải là con cá nào đem lên rồi nghe là cứ, bởi vì nó ăn cá phải cẩn thận là vậy. Những con dung con sáng nó sống trong đó luôn, đúng đúng. Mà cái lớp da ngoài che không thấy. Cho nên các bạn những con cá rô nha, sống khỏe mạnh, mình lọc ra mình lấy miếng thịt thôi, mình nhìn không có gì hết. Lọc cái da ra rồi mình mới thấy những đốm đỏ khửi ra là con dung nó sống trong đó. Cẩn thận cái đó nha. Ok. Rồi món kế tiếp. Món kế tiếp là tôm chiên. Tôm chiên cuốn với cá hồi. Nó giống y hệt như là cái này khác à. Cái dịch này khác à, là ở ngoài tôm, còn này là ở ngoài là cá và bơ. Dưới là ở trong là tôm. Tôm thì mình làm xong rồi thì mình cho nó dài ra, đè cho nó dài ra rồi mình nhúng bột, mình chiên lên, chiên giòn lên. Thì xong rồi mình cuốn với cái lá đó thôi, không có bỏ gì hết ngoài tôm ra thôi. Xong rồi mình cuốn xong rồi thì mình bỏ bơ, miếng bơ rồi miếng cá lá hồi. Rồi miếng bơ rồi cá hồi. Tại sao mà phải để cá hồi bơ chứ mình làm tôm không cũng được vậy? Tôm không cũng được thì có cái là cái cây tên khác rồi. À cái này là một trong những món đó. Cái này phải chấm rồi. Dạ. Tôm. Cho miếng gừng vô, ngon quá. Wasabi. Chẳng hạn như con cá khô này nè, nó cũng là loại dạng ăn tạp ở dưới đáy biển á, cho nên là nó rất nhiều vi khuẩn. Có một lần TV nó đăng lên á, anh biết cái lon bia mà nửa lít không? Người ta uống xong rồi á, cái vỏ người ta quăng xuống biển mà nó nuốt luôn nguyên một cái hũ đó, nguyên cái lon bia. Lon bia mà bằng lon á. Mà dài như vậy nó nuốt luôn trong bụng luôn. Rồi anh nghĩ nó ăn tạp cỡ nào? Mà người ta câu lên xong rồi ta quay lên bỏ lên truyền hình đó, là một con này thì nó cũng có nhiều dung sáng lắm. Con cá này có nhiều dung sáng lắm. Cho nên là những cái này mình làm, cái này công ty người ta làm. Mà cái công ty này nó nằm ở Việt Nam. Mới có đây thôi. Cái hàng cá khô này là mới có đây thôi. Ở Việt Nam mình, về Việt Nam kỳ đó em đi với Hoàng tử Nam Quy đó, vô cái công ty này coi nó nhân viên người Việt Nam mình 50-70 ngàn người đó, đứng trong công ty ra từng lát mà rất là kỹ, họ rất là kỹ mà kính mít luôn, không chỉ thấy hai con mắt thôi. Hay quá. Và công ty của Nhật rồi, xong người ta đem nguyên con về bển đông đá, xong rồi người ta làm từng lát này, người ta phải bỏ lên cái đèn người ta chiếu coi có sáng hay không. Wow. Tuy là nó đã chết rồi và đông đá rồi, nhưng mà từng miếng ta phải bỏ lên cái ánh đèn sáng để cho mỗi miếng, và cân từng miếng nha anh. Mỗi miếng cắt lát xong rồi phải cân luôn, cân có đủ độ bao nhiêu đó gam hay không, rồi phải coi từng lát, rồi coi từng lát coi nó có sáng hay không, rồi mới đóng gói vô. À, nó kỹ, rất là kỹ. Rồi xong mình nhặt cái người về đây rồi bán cho thị trường châu Âu, thị trường khắp thị trường. Là người bạn em làm dành cái ngành này rồi. Cái này á, gọi là nigiri. Hả? Là nigiri. Nigiri. Nigiri là cơm có miếng cá nằm ở trên, mình phải dắt từng cục cơm, okay, để cá lên. Cá này thì nó đã làm xong rồi thì mình cứ bắt để lên thôi. Cái rồi này là cái gì? Cá này cá khô. Còn cái này cá tuna. Cá tuna rồi cá tuyết. À hả. Rồi cá này cá hồi. Cá hồi. Nhưng mà cá hồi này á là đặc biệt, cái nó có nhiều xương, mình phải nhổ từng cái xương của nó khi sau khi mình làm xong. Mình phải nhổ xương. Phải nhổ xương sau khi mình làm xong, chứ không phải là để ra mà cắt rác như mấy cá loại xương lớn như cá ngừ đại dương hay là cá hồi lục bích. Cá hồi lục bích thì không có xương. Sau khi mình phi lê ra. Ăn thử cục này nha. Thì cái này cũng giống như thôi, mà ăn cục cơm nhiều. Lý do là tại vì người ta ăn này để cho no bụng, phải không? Ăn cơm nhiều. Cái miếng cá này nó dai dai, nó cũng cái vị đặc biệt chút xíu. Ở đây em có bán sake không? Không. Tiệm em, sao vậy? Tiệm em chỉ bán cho to go thôi. À. Chứ không có bán. Người ta có ngồi ăn được không?
người ta ngồi ăn được với cái điều kiện là người ăn như trên những cái hộp to go, em không được bỏ vô dĩa. Ở bên đây luật lệ nó rất là khác. Anh ngồi để ăn thì anh đổ cho hộp to go thì được, em mà bỏ vô cái dĩa, dĩa miễn sành gì đó là nó không cho, tại em xin cái chỗ em là to go thôi. Còn nếu mà em xin vô cái nhà hàng, em xin cái môn bài là nhà hàng thì em có thể bán trong dĩa, nhưng ăn nhà hàng thì nó lấy 25%. Nó nào lấy? Là nhà nước. Mình phải trả cho nhà nước 25%, còn to go chỉ trả cái 15% thôi. Nhà nước bên đây nó đánh thuế rất là khác. Em sang đây từ hồi nào? Em sang đây lúc em 15-16 tuổi, cũng được 20 mấy năm, 23 năm rồi đó. Em 23 năm. Em đi thẳng qua Na Uy luôn. Dạ, bảo lãnh. Rồi lúc đó còn nhỏ của em làm gì? Lúc em nhỏ hả? Lúc em thì phải đi học. Mà cái quan trọng nhất của em ở khi bước trên Na Uy, mình xác định mình phải học tiếng của nó, mình mới thành tài được. Chứ không học tiếng là coi như mình có thể nào mà đi ra làm việc được đâu. Mình không thể đi đâu cũng phải dắt theo thông dịch tạp. Cái đó đều không. Cái đầu tiên là em thấy quan trọng nhất. Vậy tiếng Na Uy em giỏi? Tiếng Na Uy thì em cũng rất là khác. Anh nghĩ giỏi là từ 15 tuổi qua bên Mỹ cũng vậy, nếu mà từ 15 tuổi là giỏi lắm. Dạ. Nói tiếng Mỹ giỏi lắm. Dạ. Rồi bây giờ khi qua rồi là em đi học liền hay là em đi làm liền? Không, em cũng phải chờ em qua lúc mà vừa đầu năm là tháng 1. Em chờ 6 tháng là qua hè rồi mới bắt đầu được đi học. Mà đi học thì không phải đi học lớp thường, mà đi học lớp mà dạy tiếng không thôi. Chứ không có phải học chung với mấy sinh viên lớp 9 lớp... Coi như học ngôn ngữ. Ngôn ngữ trước bao lâu? Học ngôn ngữ bao lâu? Em học ngôn ngữ thì một năm đầu tiên phải học ngôn ngữ. Ngôn ngữ từ này từ nọ để gáp vô từ từ. Xong rồi mình học phổ thông thêm. Học phổ thông là... Coi như trung học, vô trung học. Vô trung học. Khi đi học đó là Phong chỉ đi học thôi hay là vừa đi học vừa đi làm? Sau khi qua đây được 2-3 năm thì đang đi học thì em thấy cuối tuần mình ở nhà thấy cũng buồn, không có kiếm tiền được, thấy cũng hơi chán. Thì em có bằng lái, thì mới lấy được bằng lái thì em chạy xe từ Oslo xuống Kristiansand Sơn là miền Nam của Na Uy, chạy khoảng 500 cây. Em mua một lần vậy là khoảng 800 đến 1000 con cua. Mua thì nhiều dữ vậy? Em mua rồi em chạy, mua là có 5 đồng thôi. 5 đồng một con? 5 đồng con. 5 đồng đây là tiền của Na Uy là khoảng bao nhiêu tiền Mỹ? Thời đó thì cũng cả là 1 đồng, 1 đồng. Có nhân đồng con. Em mua 500 con là 500 đô. Dạ, 1 ngàn con là 1 ngàn đó. Rồi xong rồi thì em chạy ra cái khu ở cái khu Việt Nam. Rồi mình gọi khu Việt Nam như vậy, khu phố là của Na Uy cũng có. Mà nhiều cái siêu thị của, có 2-3 cái siêu thị của Việt Nam. Thì em đứng ở bên lề đường, em mở cốp lên. Thì người ta đi chợ ra, người ta thấy cua tươi sống thì người ta mua. Còn nhiều thì em bán con 10 đồng. Mua 5 đồng bán 10 đồng là lợi gấp đôi. Thì sau khi bán một thời gian được nửa mùa thì người Việt mình thấy wow, thằng này nó trẻ mà nó đi kiếm tiền, cũng bắt chước chạy đi mua bán. Thì em thấy wow, người ta bắt đầu thì thôi mình không làm nữa, thôi để cho người ta làm thì mình kiếm làm việc khác. À có lý nha, nghe này ha. Khi mà có Phong đi bán cua mà có người đi dành bán cua thì nó nhường cái nghề để bán cua cho người ta. Như vậy bây giờ đang bán sushi ha, hôm qua tôi mở tiệm sushi là nhường luôn phải không? Mà trước cua đó nữa đó thì dù qua được có nửa năm thôi thì em đi chung với ba mẹ với mấy người bạn, người ta chở đi tới một cái công ty, cái hãng làm nước ngọt. Vô đó làm từ 4 giờ cho đến 11 giờ khuya là lựa chai. Nó lựa chai, chai của hãng này bỏ bên này, hãng kia bỏ bên kia, lựa chai. Phân loại ra. Phân loại chai ra. Thì để giúp đỡ thêm gia đình. Nó là làm cái đó cũng được 2 năm đó. 2 năm mới xây qua, không có việc làm nữa thì mới xây qua làm cua đó. Làm cua xong rồi cái đi câu cá. Em cũng đi câu cá, mà thành phần câu cá, nhưng mà rốt cuộc không có mồi. Không có ai có mồi, nguyên Na Uy này không có mồi, hiếm mồi quá. Xong rồi em phải lấy xe chạy qua Thụy Điển. Em nhớ có một lần em qua Thụy Điển chơi thì em thấy nó bán mồi á. Em qua chạy qua Thụy Điển, vô sâu trong Thụy Điển. Em chạy qua mua 500 hộp, một hộp có 15 đồng thôi. Em bán 30 đồng. Xong cũng có người dành đó anh. Sau rồi cái người ta thấy vậy, ơi cái thằng này kiếm tiền được, cái người ta mua. Tao thôi mày làm luôn này, tao không làm nữa. Các bạn thấy không, đâu có phải đơn giản đâu. Ở xứ người mà phải bon chen, phải làm đủ chuyện hết mới có được cái đời sống tốt hơn.
cái kỷ niệm nào đáng nhớ trong cái ngành nghề của em tại đây? Cái kỷ niệm đáng nhớ của em là cái kỷ niệm làm ở làm ngành kiến trúc sinh. Nó lạnh khủng khiếp lắm anh. Mà đến nỗi mà cái tay em đứt á, em cầm con dao em mài đó, em mài miếng cây đó mà lỡ nó đứt đây, mài 5-6 mũi, nó tép ra rồi. Nhưng mà em đứng em nhìn vậy nè, máu nó không tuôn ra, tại nó lạnh quá đi. Mà khi mà nó tuôn ra được sau 5 phút nó tuôn ra được là cái máu màu tím đen, tím bầm. Rồi nó bầm rồi, nó tím đen tại máu đâu có lưu thông. Cái tay em cứng nhắc à, nhưng mà vẫn còn đứng ngoài đóng vậy đó. Có nhiều lần em đấm đinh đến nỗi mà hụt. Rồi cái búa nó đụng vô cái ngón tay mình, nó nổi bong bóng lên mà mình cũng không biết, tại nó tê hết rồi. Nó đau quá, nó không có đau mà tại vì nó quá tê cho mình không có cảm giác nó đau. Khi mà về mình tắm rửa xong mình ủa cái tay mình, wow, nó nổi nguyên cái bong bóng bùi chà bá, nó là vậy. Và cái tay lúc mà trước khi em đi ra làm á thì nó lạnh thì phải mình rửa tay thì cái lỗ chân lông nó hở nên nó dễ lạnh. Trước khi làm á thì em lấy dầu nhớt á, em thoa lên tay. Đáng lẽ lại lấy dầu, lấy kem, nhưng mà thanh niên mà nghĩ thôi mình dân đâu có cần phải dân cho làm cho tay mình đẹp đâu, không kệ nó không sao đâu, miễn sao có tiền là được rồi. Chứ lấy dầu nhớt đâu có kem đâu, lấy dầu nhớt của xe đó bôi lên tay, nó cái riết rồi làm riết rồi cái tay nó hư đi, cái bàn tay nó sần sần dữ lắm, cái áo nỉ đụng vô cái dở ra là nó dính vậy nè, nó dính luôn á. Nó cho nên là cái ngành nghề này nó rất là cực. Nhưng em đi học ngành kiến trúc mà tại sao xây dựng mà tại sao bây giờ lại dính vô ngành nhà hàng? Lý do là lúc mà em đi học thì vừa đi học phải vừa đi làm để kiếm tiền phụ gia đình, thì em có đi làm thêm trong nhà bếp. Lúc đầu thì cầm dao, còn chưa biết cầm dao mà. Nhưng mà thì em thì nghĩ ồ mình phải tự học, mình nếu mà mình có cần không cái nghề này được thì mình cũng có thể vô nhà bếp làm, thì cái gì em cũng phải cố gắng. Thì em cầm dao thì em cắt, em phải cắt cho nó nhanh, thấy mấy thợ nấu thiệt xịn thì em cắt thì mình luyện rồi cái gì em cũng thích, em làm cái gì thì em cũng thích cho em làm cái gì em cũng để tâm đó. Cho nên cái ngành nghề gì em đụng vô em cũng thích. Rồi tại sao để dính vô cái ngành sushi? Sau khi em lấy cái bằng kiến trúc sư rồi em thấy wow, bằng thì cũng ngon thiệt, làm lương cũng khá thiệt, nhưng không có bằng nào ngon bằng cái buôn bán. Tại hồi nhỏ em có ngồi nói tới đây rồi phải nói rằng em đã là kỹ sư rồi, kỹ sư kiến trúc xây dựng, mà bây giờ vẫn đi theo cái ngành buôn bán. Tại vì cái ngành nó cực, cái điều thứ nhất, và nó không có lãi. Theo em nghĩ thì có là theo em nghĩ thôi. Theo em nghĩ nó lạnh, nó lạnh, nó cực và nó nặng nề, nó không bằng cái nghề buôn bán. Tại cái nghề buôn bán là em đã bán từ ngồi hồi nhỏ, em ở Việt Nam là 9 tuổi em đã ngồi ngoài chợ bán chè. Tại gia đình em là ba đời bán chè, cho nên là đời bà ngoại, đời má em và đời em là bán ngoài chợ không? Em ngoài chợ em bán cho đến em đi qua nước ngoài luôn, từ 9 tuổi cho đến 15 tuổi. Vì sao qua đây em không mở tiệm chè? Bên này thì người Việt mình quá ít anh. Cái thời đó người Việt mình rất là ít, gần 20.000 người thôi. Nhưng mà mở tiệm thiếu gì cách mở, tại sao mà không mở sushi? Cái tiệm đầu tiên là bán bánh mì á nè, bánh mì với cà phê cho người nọt ăn. Bán bánh mì giống như tiệm Anh Đào không? Y chang như tiệm Anh Đào. Bao nhiêu lâu nghề bánh mì? Nghề đến bây giờ, thời điểm bây giờ là đúng 15 năm rưỡi. Sushi này mở bao lâu? Sushi này cũng gần 10 năm anh. Tại sao chuyển từ bánh mì qua sushi? Tại vì em thấy nó vui và có nhiều cái khác nhau. Còn bánh mì thì em cũng làm đã. Khi mà em vô cái ngành vô này thì giờ bánh mì thì cũng lâu rồi thì thấy cũng chán không? Cũng hơi chán. rồi thấy cái ngành nghề này thấy cũng vui. Giữa bánh mì và sushi cái nào lợi nhuận nhiều hơn? Em nghĩ nó cũng cái này vốn nhiều hơn. Cái lợi thì nó cũng cái sushi thì nó lợi hơn chút. Nhưng mà vốn nặng quá. Vốn nặng. Rồi bây giờ như thế này. Nói chung cho đến giờ phút này thì em là một trong những người Việt thành công ở tại Na Uy. Và Na Uy là nơi có đời sống cao, đời sống vật chất cao, và tôi thẳng nhắc lại là tội phạm thấp dữ lắm trên toàn thế giới luôn. Và ở nơi đây mặc dầu là xứ lạnh nhưng mà nó có cái phương tiện và điều kiện cho học sinh hay là những người nước khác, nhất là Việt Nam chúng ta, đến để mà làm ăn, đúng không? Đúng. Cái cơ hội vẫn còn nhiều lắm. Cho nên qua cái lần đến Na Uy lần này, qua cái tiệm sushi của Phong, như Việt Thảo nhắc ngay từ đầu, không có nhằm để quảng cáo
cho người ta đến để mà mua bán gì cả. Chúng tôi muốn giới thiệu được một trong những cái sinh hoạt của người Việt Nam ở tại Na Uy, trong đó có cái nhà hàng sushi. Có cái lời gì nhắn cho các bạn trẻ Việt Nam nếu đến Na Uy để lập nghiệp? Cái điều quan trọng nhất là phải học tiếng, và cái điều thứ hai là phải chịu khó và kiên nhẫn mới thành công. Phải giỏi tiếng Na Uy. Phải giỏi tiếng Na Uy. Tại mình có thể nói tiếng Anh, nhưng mà mình nếu mà mình làm vậy thì mình đâu có hòa nhập với cái môi trường, thì cho nên phải biết nói tiếng Na Uy. Em là người sống ở Na Uy bao nhiêu năm rồi? Em sống cũng được gần 23 năm. 23 năm. Em có giúp đỡ cho thân nhân em để mà làm ăn hay là em chỉ sống cho em thôi? Em phải giúp chứ anh. Người nhà mình phải giúp. Giúp từ anh hai cho đến em gái, em út, tất cả những gia đình mình. Ok, tất cả thành công hết không? Tất cả thành công hết. Bây giờ đó, đối với em, nếu mà giỏi tiếng Na Uy là còn cơ hội cho mọi người? Còn chứ. Nhiều không? Nhiều lắm anh. Nhớ nghe các bạn, ngày hôm nay các bạn theo dõi Việt Thảo ăn cái sushi, không phải là để biết Việt Thảo ăn sushi ngon hay dở, mà là thưởng thức một cái miếng ngon làm ở trên xứ người. Cái miếng ngon đó chính là cái cơ hội để cho những bạn trẻ của chúng ta còn để mà sống, để mà tồn tại và để vươn lên nơi xứ người. Nếu có cơ hội đến như Na Uy thì cái đầu tiên, như các bạn đã nghe Phong nói, cái ngôn ngữ của người ta phải biết và phải giỏi. Không riêng gì Na Uy, bất cứ nước nào về ngôn ngữ phải giỏi. Tiếng Anh cũng vậy, tiếng Pháp cũng vậy, tiếng Đức cũng vậy, tiếng Nga cũng vậy, tiếng Hoa cũng vậy, phải giỏi. Thì đó chính là cái bậc thang đầu tiên để mình bước lên đài danh vọng khi đến xứ người. Ok, nếu ai có cơ hội qua đây cần giúp đỡ bất cứ điều gì, em sẽ đứng lên giúp đỡ họ. Bằng cái gì? Những gì em có thể làm. Ok, tôi nha, tôi qua đầu tiên. Tôi qua đầu tiên nhờ Phong giúp đỡ, giờ tôi cần tiền. Anh cứ yên tâm, em có đồng lẻ ở đây. Em chưa nói cho nhiều. Ok, chưa hết mà. Các bạn ơi, cảm ơn các bạn đã theo dõi, và mong rằng nếu có dịp đi khắp nơi nào có người Việt, Việt Thảo sớm cố gắng sắp xếp thời gian để thu lại những hình ảnh sinh hoạt thành công của người Việt khắp nơi trên toàn thế giới. Cảm ơn, thank you, and I love you.